chị không nổi, đi chú đưa con này con đi nha. Nha. Con cứ yên tâm, lên trển lo cho mẹ nha. Mấy chú đưa cho mẹ con đi nha. Con không phải không cho mẹ đi, hiểu không? Xe băng ca đưa cho mẹ xuống mẹ đi nha. Con cứ yên tâm, con đừng khóc. Để ngủ quen rồi lấy sức lo cho mẹ, hiểu không? Để ông ta nha, cố gắng giữ sức khỏe, lên trận tối cô đạo mua quần áo cho con nè. Con cố gắng nè, đừng khóc, ngồi lo cho mẹ, hiểu không? Lo cho mẹ đi chứ không khóc nữa nha. Đừng có lo gì hết, lên trận có bác Sang lo cho mẹ rồi nha. Bác Sang lo cho mẹ với các men đưa mẹ đi với con đi nữa. Lên trận cô đạo mà chẳng cô đạo mua quần áo cho con nha. Đừng khóc nghe con. Đừng khóc nữa. À, đứng đây, ngồi với mẹ đi. Nghe chưa? Được, mẹ không có đi. Nghe chưa? Mẹ không có đi. Đây, có xe đưa mẹ đi nha. Con yên tâm. Chú ở đây với con. Nha. Bé đi con. Ăn cơm chưa? Ăn gì không? Hả? Dạ. Ăn trưa của con. Ăn không? Chú chở con đi ăn nè. Hả? Không ăn phải không? Rồi. Rồi ở với mẹ đi một lát nữa, mấy chú đưa mẹ đi con đi nữa nha. Đến đừng khóc. Rồi. Đến đi con. Xin chào quý vị khán giả và các mạnh thường minh Thường Quân mến. Đây là cô này, là cô xin giùm cho ca bệnh từ bệnh viện Trà Vinh đi về Sài Gòn nha quý vị. Dạ xin quý vị theo để họ biết nơi ở của bệnh nhân. Họ cũng là biết quá đó trời, luôn tình cảm hả một. Dạ chào cô. Dạ cô là người xin xe từ thiện của đội tình nguyện BDS ở 8 sao không cô? Dạ đúng rồi. Đó, con cô á hả, con trên ấy thấy như vậy rồi á hả, khi mẹ điện rồi mẹ giúp đỡ, nhưng cô thì ở đầu đường này thôi, lúa sớm thôi mà thấy hoàn cảnh này rất là khó á, khổ lắm hả, nhưng mà giúp đỡ được á thì quý lắm. Tại vì á em nói là đi bán số mà sống mà hả, có đứa con gần 4-5 tuổi mà chồng á thì đã thôi rồi, cũng như là chồng á hả ly dị thôi lâu rồi, rồi hồi thôi là con còn bồng cái tay đó, tới giờ con được á học có 4 năm gì đó đến năm rồi à, rồi đang bán như vậy cái bị đi bộ thôi mà xe nó chở đồ còn càng á, cái nó bẻ lái không được, nó tông vô cho nên em nói là té bật ngửa vô cái cống đường á, cho nên á cái đầu nó đã nứt xuống gì nè, da mai lằn dài xuống luôn. Rồi hôm nay nữa là ngày thứ 6 rồi mà vẫn còn ói còn mửa, uống nước trắng vô cũng dần ói. Nhưng hoàn cảnh rất là khó, cha thì 80 tuổi mà tăng huyết áp mà đi nuôi con, cha thì mẹ mất rồi cũng có mẹ sao, cũng lo cho mấy đứa em sao, chứ riêng về dây này thì mẹ con nó đầm một nhau sống. Là nhà này thì nhà của người anh, cũng nhà thứ hai của cô, nhà của người anh đã về ở đậu thôi, ở đậu với anh người thứ hai. Nhà này nè. Đó. Vậy là chồng của chị còn sống sao, còn sống không? Còn, nhưng mà thôi nhau rồi, thôi hồi mà con của Chi là còn nhỏ đó. Còn bồng trên tay và bồng lật ngửa đó. Rất là khổ. Tôi vô nhà rồi. Rồi vậy hả? Vậy đây là nhà của anh hai. Anh hai của người bệnh nhân. Dạ, nhà này cũng là nhà tình nghĩa chứ nè. Con nó nè, nè. Nè con nó đó. Ở nhà đó. Đó con nó đó. Đó. Đó con cũng ba lớn đó. Đi học đó. Bây giờ cũng là nghỉ học. Đây là nhà. Đây là nhà anh hai của chị Kim phải không? Dạ. Rồi hiện tại chị Chi đang nằm ở bệnh viện nào anh? Tây Vinh á, bệnh viện Đa Khoa Tây Vinh á. Dạ, tình trạng của chị ra sao rồi, có ổng phát triển hơn lúc nào không? Tại tôi đi làm hộ, ba tôi ổng đi nuôi. Dạ, chú bao nhiêu tuổi đâu, ba bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hả? Không, ba, người nuôi á. Khe, chú ba kèm đó. Người ba là ai? Ai
là ngồi đó. Ba tôi á, ba của nó là mẹ ổn với mãn đó mẹ. Tôi đi thăm mới về tới cổ. Mẹ ổn với mãn đó mẹ. Người nó bao nhiêu tuổi ở chỗ? Dạ. Người nó bao nhiêu tuổi? 70 mấy tuổi, 80 rồi. 80 rồi. Chú dạ, chú gần 80 tuổi nhưng mà chú là có bệnh tăng huyết áp. Dạ. Đi nuôi thôi chú ạ, người nhà không có ai nuôi được. Chú người cha đi nuôi khoảng 80 tuổi á. Và đây là nhà của anh hai ở Đậu, chị Nhi ha. Chị Chi ở Đậu nha quý vị. Dạ. Chị Chi không có nhà. Không có đâu. Dạ. Chị Chi đi bán vé số. Có đứa con trai học lớp 5, giờ con trai thấy mẹ bị như vậy là con trai nghỉ học luôn. Con trai đi theo mẹ. Dạ, đi nuôi mẹ, con trai 5 tuổi đi nuôi mẹ bệnh. Thì mẹ ông ngoại. Dạ đây quý vị sao em tạm cảnh đều. Dạ. Đây là chuồng gà của anh hả? Ừ. Dạ. Đây nghe. Nhà đó. Dạ. Chú nay nhiêu tuổi rồi? 50 hả? 50 hả? Chú vợ con gì đâu? Không, tôi đâu có lấy vợ, ở em. Ở với em hả? Dạ. Chú đâu, đâu có vợ đâu. Dạ, chú nghề nghiệp, nghề nghiệp làm gì? Làm hổ, làm gì vậy? Dạ, làm hổ. Mà nó nghỉ ngày. Nay nghỉ ngày hả? Mệt quá trời, chị mệt rồi. Dạ, chú mệt quá, chú nghỉ một ngày không biết. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi thôi con cũng cố gắng để giúp chị. Rồi một lát nữa là tôi giúp cho em, tôi cũng cảm ơn ha. Dạ mấy chị ở đây gần xóm đây sẽ một người đại diện đi nuôi, nếu mà ba chị á đi nuôi không được, mấy chị nói đây mấy chị cử một người gần xóm thay phiên nhau đi lên Sài Gòn hoặc gì đó để nuôi chị. Dạ mấy chị bỏ công ăn việc làm để đi nuôi giúp chị, tại thấy chị rất là khổ, chị không có nhà không có gì á. Dạ. Rồi cô này nè, cô này là cô xem video YouTube của sư phụ rồi cô xin giùm. Cô thấy tội quá, nhà không có tội quá. Nhà không có tiền, không có gì nhập viện. Cô cũng là người động viên đi xin tiền cho chị Chi để nhập viện ở Trà Vinh. Dạ. Hôm nay nó là ngày thứ 6 rồi mà em nó vẫn ói, ngồi không được luôn. Mà nó té như vậy là không ăn không uống, uống nước lọc vô cũng vẫn ói nữa. Dạ. Cho nên đó, bé chóng mặt á. Cũng nổi thì dân em cưới á. Thì không ăn không uống rồi nước suối vô á, chuyện ngủ rồi cũng ói ra hết. Nó như vậy đó, thấy khổ quá hoàn cảnh á. Rồi cô mới giúp đỡ vậy thôi chứ thấy xót quá. Dạ. Nhưng mà không nghĩ mà cô điện được xuống như vậy rất là quý á. Dạ. Ráng dính thời gian hôm qua nó phụ rất là nhiều chuyện. Dạ. Dạ. Nó phụ nó nghe vậy xuống. Ráng dính thời qua dạ. Thời gian để qua coi là. Đúng rồi, cô điện nó có gặp sư phụ nhưng mà gặp cái người trợ lý. Dạ. Trợ lý nói cũng là quá tải. Dạ. Rồi á, không biết có duyên hay không. Dạ. Cô cũng giấy cho gặp được để mà lo cho Chi. Cho qua cái hoàn cảnh như này khổ quá. Như bé nó cho biết đó hả, để mà mình đi trị cho tới nơi chứ não mà nằm hoài như vậy cũng thấy nóng ruột quá. Dạ. Luôn đang cô muốn xin mình cũng nhiều lên mà vì không có nhà không có cửa thấy cũng rất là tội. Đứa con trai tội nhất là đứa con trai 5 tuổi bỏ học để đi nuôi mẹ bệnh nữa. Không, cha thì bỏ rất là lâu, cha bỏ từ lúc bé mới sanh, còn bồng trên tay ba bé đã bỏ rồi. Đó. Này cô này cô xem sư phụ rồi cô xin giùm thôi. Đó, quý vị xem dòng nhà không có gì á. Nhà anh hai cũng chẳng có gì, anh hai cũng không có vợ quý vị ơi. Là người đi thăm chị Chi về phải không anh? Dạ mới về đi thăm. Dạ. Về nè. Anh thấy chị sao ạ? Ói hoài à. Ói hoài. Chị có mở mắt nói chuyện gì được không anh? Không. Không luôn hả? Dạ. Em bé làm sao? Em bé con của chị làm sao? Đút cháo trong miếng vô cứ ói chị hoài ăn không được. Vậy hả? Mình vô thăm đồ có dễ không anh? Dạ. Mình vô thăm chị có dễ không? Dễ. Dễ. Cũng dễ. Trong bệnh viện cho vô thăm. Dạ. Giờ người nuôi
chị là chỉ là ông ngoại thôi, ông ngoại là đứa bé. Là cha của. Dạ, chỉ đứa bé thôi. Dạ. Dạ. Nhưng hoàn cảnh cũng thế là rất là khó khăn ha. Chứ hai mẹ con, mẹ đi bán xô nuôi con. Dạ. Còn nghĩ gì thế lúc. Anh hai đi làm hộ. Sao vậy? Thì anh cũng cố gắng để giúp chị. Thôi riêng, bữa nay cũng xin sư phụ xuống đây làm hoàn cảnh á, gặp giúp hoàn cảnh thì sư phụ có nghe tin thì sư phụ cũng tắt ngang để sư phụ coi, cũng chị cũng có duyên với sư phụ. Dạ. Dạ. Chúng sư phụ cũng đi miền Trung rồi nhiều lắm. Dạ. Để dạ chú là người cũng đi thăm chị mới về hả chú? Dạ. Dạ. Dạ chú tôi con hỏi chị giờ hiện tại như thế nào vậy chú? Mơ màng nói không có rõ tiếng. Dạ, không rõ tiếng. Dạ. Chị có ăn uống gì được không chú? Không có ăn uống gì được, chứ vô nước biển không à. Dạ, chị chỉ vô nước biển thôi. Chị vô nước biển thôi. Dạ. Không ăn uống gì được. Tình trạng của chị giờ rất là yếu hả chú? Ừ. Dạ. Mấy cô này chỉ là cô trầm xám hơn quý vị. Mấy cô này, mấy cô nói rất là, thấy rất là tội cho chị Chi. Dạ. Để mấy quý vị cứ hỏi, gửi con hỏi nha, hỏi tiếp nha. Cô tôi hỏi cô thấy chị Chi ở đây như thế nào cô? Thấy tội nghiệp nó quan cảnh nghèo khổ. Nghèo khổ đi đưa con đi bán vé số. Đưa con đi bán vé số. Con thì gửi bên kia, gửi bên nọ. Tội nghiệp nó mới nghe xe lại mới chạy lại thăm nó, tội nghiệp nó. Dạ. Muốn thấy muốn góp nước mắt luôn. Dạ. Tội nghiệp nó. Ở lối xóm không á, nghèo khổ với nhau, tội nghiệp nó. Dạ. Dạ. Thì con cũng cảm ơn các cô đã kêu gọi. Có gì chú giúp đỡ đi. Dạ chú, con sẽ cố gắng giúp đỡ. Dạ. 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 Rồi cảm ơn chào quý diễn giả. Quý diễn giả cố gắng theo dõi clip này giùm con nha. Dạ. Dạ, con chào cô. Cô ơi, cô là như thế nào với bệnh nhân cô? Cô cũng là cuộc sống đầu đường này thôi. Dạ. Rồi thấy hoàn cảnh nó khổ như vậy. Dạ. Cho nên con cô mới thấy là nhà từ thiện này giúp cô điện. Dạ. Nhưng cô thấy như vậy cũng giúp đỡ em nó mà giúp cô thì cô không thể nào có khả năng. Dạ. Cho nên nó cần có nhiều người để mà giúp em nó. Dạ. Rồi em nó hoàn cảnh khó khăn lắm, nghèo khổ đi bán vé số để sống cùng con. Được bao nhiêu loại?
nói bác sĩ luôn. À, không nên nói. Tới mà cô lên thăm á, cô thấy yếu quá, cô mới chạy lên á, phòng á, để mà nói bác sĩ xuống khám lại cho em đó. Dạ. Khổ. Khổ lắm, hoàn cảnh khổ. Cô bé bây giờ nó nghỉ học luôn hay sao cô? Thì từ hồi mẹ nó té tới giờ là nó khóc bù luôn bù lo vậy, rồi nó theo mẹ. Thí dụ như mẹ nó con nít mà mẹ nó khóc khóc thì nó chơi, còn lấy mẹ nó khóc thì nó ôm mẹ nó khóc vậy thôi. Nó gì đó. Người mà động chị á có hỏi thăm gì không con? Gây tai nạn nhưng mà ai cũng lo cho em nó hết, nhưng mà con của cô á cũng chạy theo để biết người nhà của Chi á, là ai cũng không hiểu biết nhiều. Dạ. Cho nên con gửi cô chạy theo để mà lo. Dạ. Lo xong rồi cái nó báo bên giao thông á. Dạ. Để mà ghi lại hiện trường rồi vô bệnh viện hỏi bác sĩ này kia. Dạ. Nhưng mà cha của Chi á 80 tuổi thì không biết gì đâu, rồi cứ công an điện lên thì cứ nói thì không nghe được vậy á, giống như em điện mà hỏi lâu vậy đó. Dạ. Bây giờ người mà gây tai nạn bây giờ biết ở đâu? Có lẽ công an biết. Dạ. Tại vì công an cũng vào cuộc rồi. Dạ, cũng vào cuộc rồi. Dạ. Cũng nhờ con cô để mà kêu là công an đồ lại để mà ăn kết này kia đó. Dạ. Chứ người nhà cũng không có biết đâu. Xe đó xe Honda hả cô? Xe Honda mà em này nó đi bán vé số nhưng mà đi bộ thôi. Mà dạ. Sát mé đường luôn. Dạ. Rồi nó chở đồ rồi nó bẻ lái không được, nó bị kẹt cho nên nó tông ngay. Tông ngay thì em Chi là nó bật ngửa cho nên cái đầu nó là bị phía sau đầu sau óc đó, rồi máu dữ lắm. Rồi bây giờ chuyển sao mình không chuyển vô bệnh viện chuyển vô tạm xá gì? Trời ơi, không có hiểu biết nhiều. Cũng như gần nó chạy đi đâu đó. Rồi đó cái nó chuyển từ từ. Bây giờ nằm ở chỗ rồi cô nhờ bên hội này lo, chứ bây giờ phụ như lo được như thế nào thì mình đội ơn vậy chứ. Quý lắm. Để lo cầu mong cho chị để hồi phục, để gì lo cho đứa con trai của chị. Đứa con trai thì tội quá. Giờ nghỉ học luôn đi nha ba, cái mẹ luôn. Thì nó nghỉ ngang vậy, bị gì mẹ nó như vậy rồi đâu có ai ở nhà đâu mà lo cho nó cơm nước, hoặc là ấy cũng phải chạy theo mẹ nó. Thì mẹ nó đi bán số rồi nó cũng đi học, rồi tới về thì cũng mẹ con đi tới lui bán số vậy thôi, thì sống qua ngày vậy đó. Dạ thì nãy giờ khán giả cũng nghe cô tâm sự câu chuyện về bệnh nhân này rồi. Thì bây giờ con với anh Thánh Liệu với lại sư phụ đang trên đường tới bệnh viện Trà Vinh. Xin quý vị khán giả đừng ra màn hình để nhanh để theo chân tụi con tiếp tục cái hành trình này nha cả nhà. Dạ con cảm ơn cả nhà. Xin chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Dạ thưa quý vị, chú nói tiếng Việt không có rành nha. Dạ em sẽ hỏi chị. Dạ, chị cho em hỏi chị là như thế nào với bệnh nhân? Chị còn cắm mặt cũng hỏi hoài mà cũng không biết sao, cái tình hình thấy nó chưa ổn định gì mấy. Dạ, đúng rồi. Chị là như thế nào của bệnh nhân? Em của chị. Dạ, em như thế nào? Em dâu. Dạ. Thì giờ chú thì nói tiếng Việt không có rành gì mấy, em hỏi cha, dạ. Cha của bệnh nhân. Cha của bệnh nhân nha. Đây. Đây là con trai của bệnh nhân nha quý vị. Dạ. Con học lớp mấy rồi? Học lớp 5 hả? Học giỏi không con? Học khá hả? À. Rồi con có muốn đi học nữa không? Thì mẹ bệnh hả? Con lo cho mẹ hả? Dép con đâu? Dép con đâu? À, có dép. Dạ. Dạ. Bị kỹ, thì khỏe chưa? À, luôn đỡ hả? Thấy trong người như thế nào rồi chị? Chóng mặt hả? Dạ. Thì còn ói gì không?
hả? Dạ. Dạ. Nhất hả? Bây giờ trong người chị có đi lại ăn uống gì được không? Ăn không được hả? Dạ. Rồi sáng giờ chị có ăn gì chưa? Ăn vô mửa. Ăn vô gì mửa không hả? Dạ. Ở đây hả? Chị ở đây mấy bữa rồi chị? Chiều thứ 6 tới bây giờ. Thứ 6 tới bây giờ. Rồi bác sĩ rồi, bác sĩ rồi có chẩn đoán chị như thế nào không? Bị cái đầu á, sao Duyên vậy vậy? Nghĩ cái đầu mà còn nhức mà bác sĩ nói như bệnh đau bao tử nữa. Bị cái đầu mà bác sĩ báo là Duyên vậy vậy đau bao tử đó hả? Dạ, được cái đầu nhiều rồi. Dạ. Hiện tại là chị cũng cũng tạm ổn mà ăn không được như cái gì. Ăn vô là ăn bao nhiêu là ói hết bao nhiêu. Uống nước vô cũng ói. Dạ. Uống nước vô cũng ói. Đây là chị này là em dâu. Bác này là ba của bệnh nhân. Dạ. Dung thấy bạn cảnh rất là đáng thương. Thì chị thì không có chồng. Chồng chị xa nhau như vậy cũng khoảng được lâu rồi, khoảng hồi đó em bé được bao nhiêu mấy tháng à, đã ly dị rồi, chồng chị đã bỏ chị lâu rồi ha. Dạ bây giờ cho em chị cho em hỏi mong muốn của chị như thế nào đối với chị gái của mình, chị mong muốn như thế nào? Nói lớn lên. Em mong muốn được mạnh thường luôn giúp đỡ cho chị, em được mạnh khỏe, mau mạnh khỏe ăn về với con. Dạ. Dạ. Tại vì chị không có chồng rồi, không có nhà rồi. Nhỏ còn đi học nữa. Dạ. Mong quý vị ủng hộ cho chị cho nó hết bệnh đi. Chị đọc số điện thoại của chị được không? Đọc to và rõ vậy lên. Chị tháo khẩu trang ra, đọc to và rõ lên. Nhớ số. Rồi. Chị không nhớ số hỏi em ha. Đưa máy chị cho em. Chị đọc số điện thoại của chị lớn đi. 0325 594 075. Rồi chị đọc một lần nữa và rõ hơn nha. 0325 940 75. Dạ. Ok. Và mình đang. Dạ. Bác sĩ có chị ơi, kêu chị lên Sài Gòn đi không? Nghe bác sĩ nói tình trạng cũng chưa thấy gì hết, nhưng mà chị cứ nôn thuốc hoài, rồi sức khỏe thì cũng hơi yếu, rồi còn gia đình thì nghèo quá, không có khả năng được chị lên. Chỉ là bây giờ mình mong muốn như thế nào? Em mong muốn là được cô bác thường quân này giúp đỡ cho gia đình chị được lên chợ đi khám cho mau bình thường làm gì với con. Dạ. Dạ, tại hoàn cảnh khó khăn quá. Dạ, chị cũng khó nói chuyện ha. À, bây giờ dạ. Nhà nói là mong muốn để đưa chị Chi đi lên bệnh viện để khám. Dạ, rồi để chị có nói chuyện được chút nào không? Chị nói đỡ đỡ hả? Không được, vô chị. Chị nãy giờ chị có ói không? Bớt rồi hả? Bớt ói hả? Sáng giờ không ăn gì được hả? À, rồi, để xíu nữa là sao giờ người nhà mong muốn là đưa chị để bệnh viện cho Sài Gòn để khám với biết bệnh tình của chị như thế nào. Dạ. Rồi để thôi chào quý khán giả đi, để một lát nữa sẽ kêu về nhà đi xin bác sĩ coi sao ha. Rồi nếu mà được thì tụi em sẽ hỗ trợ chị lên Sài Gòn để khám chữa trên bệnh viện 115. Yêu nổi mấy chú đưa con mẹ con đi nha. Nha. Con cứ yên tâm lên trển lo cho mẹ nha. Mấy chú đưa cho mẹ con đi nha. Nó nói là mẹ nó đi không có nổi. Con không phải không cho mẹ đi, hiểu không? Xe băng ca đưa cho mẹ xuống mẹ đi nha, con cứ yên tâm con đừng khóc.
để ngủ quen rồi lấy sức lo cho mẹ, hiểu không? Hiểu không con? Nha, cố gắng giữ sức khỏe, lên trển có cô nào mua quần áo cho con. Nè con cố gắng nè, đừng khóc, ngồi lo cho mẹ, hiểu không? Lo cho mẹ chứ không? Chứ không khóc nữa, nha. Đừng có lo gì hết, lên trển có bắt sang lo cho mẹ rồi, nha. Bắt sang lo cho mẹ với các mấy anh đưa mẹ đi với con đi nữa. À, lên trển cô Đào và trển cô Đào mua quần áo cho con, nha. Đừng khóc nghe con, nín đi đừng khóc nữa. À, nín đi, ngồi với mẹ đi. Nghe chưa? Mà nó lo cho mẹ nó đi không được. Mẹ không có đi, nghe chưa? Đi không được nổi. Mẹ không có đi. Đây có xe đưa mẹ đi nha, con cứ yên tâm. Chú ở đây với con. Nha. Ừ, bán đi con, bán đến đi. Ăn cơm chưa? Ăn gì không? Hả? Dạ, ăn chưa con? Ăn nó không? Chú chở con đi ăn nè. Hả, con muốn ăn gì? Hả? Không ăn phải không? Rồi ở với mẹ đi một lát nữa, mấy chú đưa mẹ đi, con đi nữa nha. Đến, đừng khóc. Rồi, đến đi con. Chị mà nó không có sức để mà nó đi, nó nghĩ là nó đang đi không nổi. Chị nó đi không nổi hả? Đúng rồi. Chị mới không chứ chị than nó luôn, em đi không nổi. Không, không, chị yên tâm, không có chị đi, không cho chị đi nha. Xe đẩy chị đi, hiểu không? Đây nhà nhà sư phụ vừa mới vô bệnh viện như thế này. Tên gì? Kim Thị Chi. Kim Thị Chi hả? Hiện tại giờ thì đang nghỉ gì? Xe đụng hả? Đụng được bao lâu rồi? Cũng 4 bữa hả? Rồi chị nhập viện vô rồi con mấy ngày? Giờ chị thấy con người như thế nào mà chị vô thôi được không? Có mặt nhức đầu, có ói không? Ói lo lo ói lần hay ói ói thường xuyên? Ói, con ăn cơm luôn tới giờ luôn, ăn vô ói luôn. Ăn vô ói, ăn vô ói mà. Con đi ngồi bị đụng tới giờ, ăn gì được đâu. Rồi nhớ yêu cầu chuyển viện lên 115 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi với cái chị chạy xe chị bông cho hay sao? Đi bán cái số đó, cặp bông đó. Bán cái số cặp này. Dạ. Anh cũng xe được đó. Hai cặp đi bán cái số. Nói nó đi bán cái số, anh đi cặp đi xe mô tô rồi đúng. Hai cặp đi xe mô tô rồi. Dạ. Đúng rồi. Em vô trạm xá, xe ông tự chở đi huyện. Cái huyện chở là gì? Cái huyện. Đây, cháu có đi xe phục bánh hay không? Rồi tao động là có bồi thường hay là làm việc với công an gì chưa? Không, anh. Đưa 300 ngàn, anh ra, đưa 300 ngàn lên đây nè. Đưa 300 ngàn hả? Đưa nó có tiền. Không có tiền không? Dạ. Ủa đi mất cái gì không có ăn. Rồi công an giống như sao? Cứ hỏi điện, hỏi thân loại, hỏi cái này chưa. Nó còn không.
trường hợp này gọi lên Sài Gòn nữa, mình nhờ bên con mà để mà hỗ trợ cho địa chỉ chạy vòng chiều chạy con chạy vòng ở dưới chỗ tập Ngãi với tập Sơn cho chúng xếp. Rồi bên kia bồi thường 300.000 là đi luôn hả? Dạ. Rồi giờ tình trạng sức khỏe họ người yếu vậy rồi giờ bên công an nó nói như thế nào không để mà kêu mà bên kia lên để giải quyết tiếp không? Tông chị đang ở đâu? Chị đang đi ngoài đường luôn hay là chị... Hả? Không nhớ luôn. Không nhớ không? Giờ chị thấy trong người như thế nào? Có mệt lắm không? Bốn năm ngày không ăn luôn rồi. Bây giờ có chóng mặt nhiều không? Có đau đầu nhiều không? Ở đây bác sĩ là chụp em ra chưa? Là chụp em ra chưa? Giờ đưa lên trên thành phố mà để mà mình không đưa lên thành phố để mà điều trị rồi kinh phí tốn nhiều lắm luôn á. Nhà đủ khả năng đi không? Không có tiền đó đâu. Không, không có tiền sao xin chuyển lên chảnh chị? Nhà từ thiện giùm phụ đi hả? Từ thiện có tiền sao giùm phụ? Không đi cho em đi về nhà mình. Rồi giáo viên đi hả? Đó ta luôn. Chị ngồi dậy được không? Không được gì đâu. Thôi lên không được hả? Lý do? Ngồi lên chống mặt hả? Nhưng mà ngồi lên cái lưng nó có thúng. Nó đau. Đau à? Tóc mạnh không? Trời ơi, nằm cái kiểu này nó lở lét hết. Không có vệ sinh luôn hả? Bể tát máu này nó cũng gì? Rồi chị ghé ngồi vậy được không? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 77. Người nhà lên đỡ em nó ngồi vậy. Hả? Vậy không? Rồi cho em nó nằm xuống đi. Ai là cái người gọi điện thoại xuống Sài Gòn nhờ bên mình xuống hỗ trợ? Hả? Ai là cái người gọi xuống bên mà? Cô ở hàng xóm à? Hả? Ví dụ giúp cho chị đi, chị có mình nuôi con nhỏ.
có nhà không có cửa luôn. Ở đậu nhà anh hai thì cũng là nhà anh em rồi, nhưng tựa là anh em trong gia đình cũng đỡ. Bán số nương này rồi. Em là gì với lại này? Em bồ cuốn không? Em dâu không? Cháu này nó có đi học không? Dạ có, ra đi học rồi là con này nó bị vậy rồi, nó chạy về luôn. Dạ. Giờ đưa, nếu mà đưa lên Sài Gòn theo cái giấy của bác sĩ đây chuyển viện 115 ai là người đi luôn. Người em với lại cái em dâu với lại ba ở luôn. Chú làm nghề gì chú? Chú làm nghề gì? Gỗ mà. Thì con có đi theo không? Sao con không ở nhà học? Hả? Con mẹ con. Con nói lớn rồi. Sao con chưa học? Hả? Tại mẹ con bệnh. Tại mẹ con bệnh rồi. Chứ bây giờ con vô cũng đâu làm được gì đâu. Con nhà học đi. Để lên trên đó, Sài Gòn mà các bác sĩ người ta lo. Ở nhà đi rồi để mẹ đi mình được rồi. Hả? Hả? Đi với mẹ con. Đi mẹ con hả? Bây giờ con đi lên chợ nó đông người quá rồi, nó công mà sợ lạc nữa. Có gì con với lại mẹ con được rồi. Hả? Nhỏ đi coi đi theo mẹ nhỏ lớn rồi. Đi bán với số rồi bán nó đi tuổi nữa. Đi sao con đi trên không chứ không ăn? Thì xe chú chỉ có chở bệnh nhân thôi chứ không có chở thêm người ngoài nữa. Cho nên là không chở mít đi theo rồi. Con đến sao? Con đi theo lên chỗ mà con bỏ việc học, con lợi giỏi sắp sửa thi rồi. Con học giỏi không? Học khá hả? Sao con ở nhà học đi? Chừng nào mẹ bệnh thì về. Chứ giờ cho cháu nó đi theo cái này bỏ học tội nghiệp nó. Gần thi rồi đó. Nói trong này luôn hả? Vậy hả? Nó thích trong này luôn hả? Rồi không vậy, giờ nó nói với ai cho mình? Nói với mẹ. Thì con đi theo lên chỗ, giờ không có tiền điều trị mẹ, giờ sao đây? Hả? Không có tiền điều trị cho mẹ, giờ sao đây? Nếu mà đi theo mẹ lên trên Sài Gòn đi phụ bánh cơm với người ta để kiếm tiền chị bệnh mẹ nha. Nha. Hiểu không? Hiểu không? Chứ lên chả là không có tiền chị bệnh cho mẹ rồi. Con không đi làm làm mướn giùm cho người ta để lấy rồi có tiền để mới vô lo cho mẹ. Làm được không? Làm được hả? Phụ bánh cơm được không?
bưng cơm á. Được không? Rồi, được rồi, ráng đi. Anh chở ngò với cái... bác nói nó giống nó chơi vậy thôi. Nó kẹo vậy thôi, không có gì hết nha. Lên trên đó các bác sĩ mình giúp đỡ cho. Với hai nữa là miễn phí cái tiền của mẹ thì con chú sẽ lo. Hả? Không phải tiền của chú, tiền của Mạnh Thường Quân. Nhà mình có lo hiểm không? Rồi mấy ngày nay có ai kêu gọi Mạnh Thường Quân gì chưa? Hả? Chị Vân ở bên đó là chị kêu gọi cho con, chiều giờ chiều ở ngoài lúc mà đi kiếm nhà chị nói cho cũng nhiều lắm. Cho không vừa rồi. Chú. Cho con hỏi chút chút. Sớm không á, hàng sớm mà nó gom góp vào tiền rồi người mới nó cho được nhiều rồi. Hả? Người ta nói cho 10 triệu mà mấy triệu mà. Cái này là cô dân cũng cho là 5 triệu. À. Còn trước người ta lợi thăm nó cho người có 100%. Rồi tổng cộng mấy triệu rồi đúng không? Dạ. Cho nên nó chú mai mốt có gì chú phải nói thật. Dạ. Người ta đã giúp rồi mình phải nói thật. Dạ. Chưa biết cái tình trạng con của chú là anh chảnh như thế nào có ổn thật hay không. Dạ. Cái này chú vẫn muốn cho này 8 triệu đó. Còn chị hỏi chú người ta qua cho được bao nhiêu rồi thì chú có nói thật nha. Yeah. Cái tiền này chú người ta cho để cho con chú để trị bệnh. Yeah. Cho nên thì khó như chú phải nói bao nhiêu. Về đây xin cô bán tư tiện. Cái chuyện nói tính sao, cái vấn đề là lo bệnh con của chú đây này. Rồi chú có đi lên trên Sài Gòn không? Đi đó, cũng đi sang bỏ. Rồi chú cầm tiền nó lên cùng với là để con dâu của chú rồi để phụ lo con gái chú nha. Yeah. Rồi lên trên nó, tụi tôi đưa lên trên nó thì có cần cái gì có liên lạc cho tôi chạy vô. Yeah. Rồi nói ngay cho cái gì đó thì cũng nói thật nha. Yeah. Cái tiền chú có chân mới cho lại đó. Ừ. Tiền rồi để chủ yếu rồi để dành trị bệnh cho con gái mà. Yeah. Rồi con soạn quần áo đem đi theo chưa? Không có đồ nhiều không? Đang điện về Sài Gòn kêu mấy đứa nó soạn quần áo cho mình lắm này. Nó điện rồi chứ không? À, điện chưa? Ừ, giờ hồi nãy chụp hình cho bé Đào. À. Hứa rồi nha, bây giờ đi bán cơm để lấy tiền của mẹ nha. Nha không? Nãy con nói con tên gì? Không. Tên hồn mày. Tổ. Rồi điện thoại gì nhà báo vô bên công an á, mà người ta cái thủ lý chỗ, thủ lý hồ sơ đó, chỗ mình cho tai nạn á. Nói người nhà bây giờ ở bệnh viện mà tao chuyển lên tiếng trên rồi. Lên 115. Để ở bên ngoài người lấy hồ sơ nó không biết mà lắm rồi xử lý. Cái vấn đề là báo lên công an chỗ tao hủy hồ sơ cái vụ tai nạn giao thông á. Để coi bên gia đình kia họ có vô khắc phục hậu quả hay không. Chỉ là động xong rồi đưa 300 ngàn xong rồi đi rồi. Bữa giờ có vô thăm không? Không có vô luôn hả? Dạ,
À, đúng rồi, tôi là bên chỗ cái mấy người lại quyên góp được cho tiền để mà hỗ trợ cho tao này đây anh, rồi tao không biết là tôi bên gia đình báo là đúng rồi, đúng người hộ cái triệu bán số á, đúng rồi, rồi bây giờ. Thì bây giờ ở đây chuyển lên tuyến trên là tình trạng chỉ nói chung là nặng đó, người ta mới chuyển lên tuyến trên đó. Cho nên là báo với bên cho bên chính quyền biết để nào mà chính quyền biết để cách là xử lý chuyển diễn đó. Với là người nhà báo lại từ bữa giờ đó, bên cái bên chỗ người gây tai nạn không có vô thăm luôn á. Rồi gửi có 300 ngàn cho người ta, người ta khổ quá trời luôn. Nó tiền điều trị nữa. Thì anh báo được anh báo dùng lên cho mấy người nhà ta cũng biết chịu, người ta cũng nghèo quá, người ta cũng khổ sở. Chuyển đi chứ đâu có xuất viện, chuyển ra tuyến trên. Sau nha cả nhà.